nào cũng giống nào. Được chưa? Đây là bài thứ ba, bài thứ ba môn. À đâu, bài thứ năm, bài thứ ba môn. Tiếp theo, chúng ta đến cái bài tập như sau. Chúng ta có một cái from. From, nhập một ký tự vào đây, nhập ký tự. Nhập ký tự và x bằng cái này. Được chưa? Để chúng ta nhập ký tự từ bàn phím mang máy ra mà làm. Sau đó chúng ta sẽ có là kiểm tra xem ký tự nhập vào là số chẵn hay số lẻ. Đấy, làm đi. Mấy đứa kia làm đâu? Là sao? Không có tin ông ra ngoài luôn bây giờ. Đi về lấy đáp nhanh. Cẩn chưa? Tôi sẽ đánh Epson lại. Tí nữa rồi bao giờ có đáp vào đây thì tôi sẽ đánh. Tôi sẽ làm đơn tôi xin cho ông có điểm này. Dương nữa, Hiếu nữa. Đi về lấy đáp nhanh lên. Không cho gì cả. Cẩn chưa? Xa cũng phải lấy. Nhanh. Tôi không quan tâm. Không, đi về lấy. Cứ phải để chữ mới. Kiểm tra xem ký tự nhập vào từ cái prompt kia là số chẵn hay số lẻ. Vẫn đang phải ôn lại cho chúng ta GS cơ bản nên là chưa học được cái nội dung hôm nay bằng hàm bằng lòng. Đấy.
cái gì? Đấy. Cái tội là gì không? Nếu không phải là xấu, thì chia hai. Đầu tiên nhập vào thì kiểm tra xem cái ký tự nhập vào có phải số không. Sau đó thì mới kiểm tra nó đã chẳng nhẹ. Đã. Kiểm tra một cái ký tự nó có phải là số không ấy thì chúng ta sẽ phải gì nhỉ? If chấm than is nan của x. Nếu mà trả thì nếu mà cái biểu tượng này trả cái chu thì là số không nhá. Bài này cực kỳ dễ, chẳng có cái mẹo gì cả. Từ sau mấy thằng này mỗi thằng một bàn nhá, để nó đỡ nhìn bài nhau, ngồi theo kiểu hình zig zag, một thằng đầu bàn, thằng cuối bàn ấy. Đúng rồi. Thế chúng ta mới học được. Trừ khi là mình yếu quá thì mình mới ngồi mình tham khảo. Không thì cứ ngồi riêng vào một chỗ. Nó đỡ phụ thuộc. Chữa nha. Có người xong rồi lập chữa ra chữa rồi. À nhầm lại nhầm không. Lớp mình là lớp nào nhỉ? Đây đúng không? Đây là nội dung của buổi hôm trước. Lesson 2. Rồi, chúng ta sẽ code ở đây. Chữa này. Script ở đây. Chúng ta có một cái var x bằng from. From mời bạn nhập số hai chấm. Đầu tiên á thì chúng ta đã có x bằng nhập bằng cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải kiểm tra bước một là kiểm tra xem x có phải là số không. Thì sẽ như sau: if chấm than này is NaN của cái x bằng fail đây này, bằng phủ định của is NaN NaN đúng không? Sau đó là nếu mà rơi vào trường hợp này thì chúng ta với if tiếp x phần trăm cho 2 bằng 1 thì document write backslash giá trị x là số lẻ đúng không? Else document write
giá trị x là số chặn. Còn nếu mà không rơi vào trường hợp này, đúng không? Nếu mà không rơi vào đây thì sao? Thì chúng ta nó lại phải eo một cái, đúng không? Chứ không thể viết liền ở đây được. Rất nhiều bạn sẽ bị cái tình huống là viết liền ở đây nhé. Rất hồn nhiên viết liền ở đây là giá trị x không phải là số. Đây, không phải là số. Cũng được, nhưng mà nếu mà viết ra thì chúng ta phải có else thì mới đưa vào đây được. Chứ không chúng ta đưa xuống dưới thì nếu là vừa là số chặn, vừa không phải là số. Hiệu hồn. Rồi chúng ta chặn. Đây, mời bạn nhập số. X, Y, Z. Giá trị X, Y, Z không phải là số. Đúng không? Reload lại trang. 10. Giá trị 10 là số chặn. Reload lại 11. Giá trị 11 là số lẻ. Được chưa? Đây là code check chẵn lẻ của chúng ta. Xong chưa? Tiếp theo, đến vòng lặp. Tôi chỉ dạy hết cái vòng lặp xong tôi sẽ chuyển sang hàm và chuyển sang sự kiện nhé. Được chưa nhỉ? Còn nào không kịp thì hoặc là check lại cho mình xem là đúng chưa. Không có về nhà đâu để đóng kế hoặc cái chữ nào để ăn bài. Những cái cơ bản này phải nắm được. Quay rồi. Tiếp theo đến vòng mà đến cái switch case thì quên switch case cái này là như thế nào. Nếu chúng ta có lỗi mà cái gì đấy không biết, đúng không, chúng ta sẽ switch cái biến x này và đóng mở ngoặc cho nó, đóng mở ngoặc cho nó. Thì ở đây sẽ được một case, đây là khi mà người ta so sánh cái biến x, cái giá trị như thế này với cái giá trị mà người ta viết vào trong case. Nếu mà cái biến x này nó bằng cái giá trị case này thì sẽ bị p1 ở đây là tiến hành break, thoát khỏi cái switch này. Giờ chúng ta có thể có rất nhiều case, case xong hai chấm nhé, xong case 2, 2 chấm, cái gì đấy xong break. Đúng không? Cái này nó tương đương với if else. If else, đúng không? Ngoài ra, nếu mà chúng ta muốn có else ở trong cái if else nó tương ứng ở đây, tức là cái giá trị của else chẳng rơi vào bất kỳ một cây nào, thì chúng ta sẽ phải hướng nó bằng cái từ khóa là default. Default. Giai trò này code ở đây, sau đó vẫn break như bình thường. Được chưa? Thì đây là tương đương với if x bằng giá trị 1 thì sẽ ở đây. LX bằng giá trị 2 thì sẽ ở đây. L thì sẽ ở đây. Thoát ra ngoài. Được chưa? Đấy là cái câu lệnh switch case. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là xử lý cái đấy vào đây được. Được. Tôi thử nhá. Lạ gì, có mỗi cái icon lạ chứ không có gì mà lạ. Đây tôi cái thêm à, chúng ta sẽ có là số x. Số x cái biến x phần trăm 2, đúng không? X phần trăm 2 thì ở đây case nếu mà bằng 1 thì hiển thị ra là số lẻ. Sau đó break. Default tức là không rơi vào trường hợp 1 thì document write là số chặn. Kết quả nó sẽ như nhau. 10. Đúng không? Kết quả như nhau. Nhưng mà thực sự ra thì là switch case nó vẫn có cái khác biệt so với câu lệnh if else. Đó là nó chỉ có thể so sánh được một phép so sánh duy nhất là so sánh bằng. Chỉ có thể so sánh bằng được, chẳng so sánh cái toán tử nào lớn hơn không được. Lớn hơn không được, nhỏ hơn không được, bằng tuyệt đối cũng không được. Nó chỉ có duy nhất so sánh bằng. Chưa xác định được. Được chưa? Đó là cái switch case. Tiếp theo chúng ta đến cái khái niệm vòng lặp. Vòng lặp
vòng lặp chỉ cho các ngôn ngữ là chúng ta có hai loại vòng lặp, biết trước số lần lặp. Và vòng lặp không biết trước số lần lặp. Đó, có hai loại chứ. Loại thứ nhất, vòng lặp biết trước số lần lặp ấy thì nó chính là cái vòng lặp for của chúng ta. For sẽ cú pháp là 3 y bằng cái gì đấy, bằng một số, tôi cho nó bằng 0. Chấm phẩy y thỏa mãn của cái điều kiện ở đây, ví dụ y nhỏ hơn 100. Và sau khi thực hiện, và sau khi nếu mà thỏa mãn này thì sau khi thực hiện cái đoạn cốt này thì y sẽ thực hiện cái cốt như sau, y cộng cộng. Đấy. Và chúng ta viết cốt tùm lum ở đây thoải mái. Chẳng liên quan đến số vật tử, đấy là chỉ áp dụng cho trường hợp là mạng thôi. Dạ. Không, cái đấy hoàn toàn cái đấy chẳng phải là mình áp dụng nó thôi. Chứ nó không liên quan đến công dụng. Được chưa? Trong trường hợp này thì gọi là chúng ta sẽ chạy khi cái điều kiện này còn thỏa mãn. Được chưa? Lúc chúng ta chạy trên dưới bất cứ khi nào mà còn for thì đầu tiên là khai báo 3 y bằng 0. Lúc này y chỉ là cái biên, mang chỉ bằng 0 không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau đó chúng ta so sánh nếu y này nhỏ hơn 100 mà trả với chung thì cái đoạn cốt này sẽ được chạy. Đoạn cốt nằm ở trong cái bằng trong cái dấu ngoặc nhỏ này sẽ được chạy. Chạy đấy. Sau đó chạy xong thì cái y được cộng thêm một giá trị. Bây giờ y bằng mấy? 1. Y đang còn không y cộng cộng thì y phải bằng 1 chứ. 1 xong lại còn vượt lại. Y bằng 1 tương đương với là bây giờ cái vòng lặp chúng ta sẽ làm một, nếu một kiểm tra một nó nhỏ hơn 100 có chạy tiếp cái này, sau đó lại cộng lên y bằng 2, cộng cho đến bao giờ y bằng 99, đúng không? Y bằng 99 vẫn nhỏ hơn 100 chạy tiếp, xong lại cộng lên y bằng 100. 100 có so sánh có thỏa mãn cái điều kiện là 100 nhỏ hơn 100 không? Đến lúc này cái điều kiện này chẳng phải fail rồi thì vòng lặp kết thúc. Được chưa? Thì đấy là cái vòng lặp biết trước số lần lặp. Đây tôi gọi là vòng for tiến. For tiến. For tiến tức là cái dấu hiệu của nó là cộng cộng ở đây. Được chưa? Chúng ta sẽ có vòng for lùi. Đúng không? For. Và vẫn là y bằng 100 chẳng hạn. Chấm phẩy y lớn hơn hoặc bằng 0 và y trừ trừ không phải gọi nhỉ thì là for lùi. Với vòng for lùi thì chúng ta nếu mà tôi hay dùng vòng for lùi để thực hiện cái việc mà xóa cụm từ trong mặt thì tôi sẽ dùng for lùi. Được chưa? Cái đấy thì bao giờ chúng ta gặp thì tôi sẽ nói chuyện. Đây là gọi là for. Tiếp theo đến hai loại vòng lặp không biết trước số lần lặp thì chúng ta có hai loại vòng lặp như sau. While điều kiện nó mở vòng nhé và do while điều kiện thì ở đây chúng ta sẽ có là nếu trong trường hợp cái điều kiện của chúng ta còn thỏa mãn thì cái vòng lặp này còn chạy mãi. Chưa? Chạy đến bao giờ hết round của máy luôn. Đó. Why? Nếu điều kiện này thỏa mãn thì cái mớ cốt nằm trong này sẽ được chạy. Và nó sẽ còn ngược lại kiểm tra tiếp điều kiện. Nếu vẫn còn thỏa mãn chạy tiếp cho đến bao giờ không thỏa mãn được. Được chưa? Còn câu lên câu why thì tôi không biết điều kiện là sẽ chạy một lần nữa. Chạy phát xong sau đấy mới kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện thỏa mãn chạy tiếp xong rồi lại kiểm tra. Lại kiểm tra điều kiện rồi lại vòng, nếu mà thỏa mãn lại vòng nào, nếu không thỏa mãn thì ao được vòng. Được chưa? Hai vòng lặp này dùng rất dễ bị treo máy nếu mà dùng không cẩn thận. Được chưa nhỉ? Hả? Không, cái này vẫn phải dùng, đi làm vẫn phải dùng thường xuyên, ai bảo không dùng. Được chưa nhỉ?
Rồi tôi sẽ comment cái mới này vào. Rồi xong. Bây giờ bài toán thứ hai của chúng ta sẽ như sau. Cho một mảng và ARR bằng một cái mảng 1, 2, 4, 5, string là something, rồi thì một cái object name, name bằng kiện th, rồi thì 9, 6, nó là một cái mảng rất là tùng lum chứa tất cả mọi thứ. Đây tôi enter xuống cho chúng ta dễ phân biệt. Bài toán sẽ như sau. Bài toán sẽ như sau. Hiển thị. Hiển thị các số lẻ trong mảng. Hiển thị các số lẻ trong mảng. Đề bài đấy, nhìn cái đề bài này. Nguyên. Tập trung vào mà học. Còn nếu mà không học được, cảm thấy không học được thì nên chuyển ngành đi. Tôi nói thật đấy.
Chứ học như thế này rất phí tiền. Nên sang những cái ngành khác nó phù hợp với mình. Sớt, không biết đi sớt. Có mạng phải làm gì? Ơ, tưởng có cái mạng MBA student, only student. Thế ông chưa xuống kia cái gì ạ? Thế thì tập giá rồi. Thế đừng kêu. Thế con này có mạng này. Chúng tôi có mạng này. Thì con số log nó ra. Xong ạ? Cái xuồng để đặt máy để chạy. Xuồng nào? Xuồng bút để chạy. Bất bình 2. Bật developer tool. Có phải hắn để chạy qua bút này. F10, F8, F11. Chưa nha. Đầu tiên để hiển thị các số lẻ thì chúng ta cần phải chạy qua từng phần tử trong mạng. Chạy qua từng phần tử một thì chúng ta sẽ làm như sau: sử dụng vòng for và y bằng không. Và y bằng không, không biết, tôi chỉ chắc chắn phương án đúng, còn phương án biến thể tôi không quan tâm. Sau đó y sẽ đảm bảo cái việc nó y sẽ chạy khi vòng lặp sẽ chạy khi y còn nhỏ hơn arr.len. Đúng rồi, độ dài của array có nghĩa số phần tử 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 phần tử, được chưa? Thì nó y nó sẽ chạy từ 0 cho đến 7, đúng không? Đó, sau đó là y cộng cộng. Rồi bây giờ chúng ta để lấy vào phần tử của y thì chúng ta có va element bằng
ARR ở vị trí thứ Y. Được chưa? ARR ở vị trí thứ Y. Sau đó chúng ta tiến hành kiểm tra xem Y có, à, cái element ARR kia, element kia có phải là số hay không. Nếu xảy ra cái này à? Có à, chạy bình thường. Nếu element là số thì chúng ta chạy tiếp. If element phần trăm cho 2 bằng 1 thì console.log, console.log phần tử, à nhầm, viết như này, viết tiếng Việt luôn, phần tử thứ đô la y tương đương với giá trị ARR ở vị trí thứ y là số lẻ. Mày nhìn cái gì đây? Đó là cú pháp hiển thị của backslash. Không, chẳng liên quan. Nó giống như cái swing ở trong, nó giống như cái hia đốc ở trong PP1, ở trong PP. Ví dụ như này này. Trong PP thì có echo đúng không? Tôi tên là đô la name. Trong khi đó name với name có giá trị bằng chung. Bây giờ mình hiển thị cái echo này là hiển thị cái gì? Ừ, đây cũng vậy. Đấy là cú pháp hiển thị giá trị của một một biến. Đây, nhớ là phải chuỗi là phải bằng cái này. Chuỗi là qua backslash này. Cái dấu này là dấu ngay dưới chữ ESC. Mày nhìn bên nào đấy, ESC ở bên nào. Được chưa? Xong. Chạy. Bật. Không. Giá trị 1 là số lẻ này. 1 là số lẻ này. 3 0 1 2 3 5 là số lẻ này. Đúng không? 4 5 6 9 là số lẻ này. Chính xác chưa? Đây code đây. Đấy đó. Đó. Được chưa? Đấy, thì đây là cái đáp án của bài toán của chúng ta. Tiếp tục nha. Bây giờ mới đến hàm. Giờ đến hàm. Có muốn luyện tập thêm không? Muốn luyện tập thêm không? Chưa rõ cái phần for gì. Cú pháp. Thế biết cái gì vào đây đây? Chấm phẩy, cũng phải phẩy. Thế vẫn có dấu phẩy. Không phải rốt
nhỉ? Control Zero. Quá sao nó luôn đấy. Máy lở lại. Thế liên quan này. Lại tổn lại máy em rất là thua rồi. F12 lên nhỉ? Bấm qua đây. Thiếu đâu không ạ? Bấm qua đây. Đấy. Ông có biết gì trong này đâu? Không sửa ở đâu ấy. Bút của em đây, bút này mà. Dạ. Đây đây, chạy đây, chạy F8. Chạy đây, chạy F10. Đi bên này, một này. Chạy một chút đi. Tí nữa nhé, thằng này mà còn bị lỗi thì cho học hiệp đập nó tắt. Ông họ đánh ông, tôi đánh nó. Không sợ ông Bina cả đó. Làm lại, làm tiếp bài khác nhé. Làm tiếp bài nữa này. Nào, tập trung vào đây làm tiếp này. Làm cho nó thông cái phần này đi ạ. Bởi vì các bạn không nắm được if, không nắm được for là ăn cứt. Tôi nói thật đấy. Cái ngày mà tôi đi lập trình ấy, cái ngày đầu tiên mà tôi đi bắt đầu đi học lập trình, trong tay tôi chẳng có cái gì, chẳng biết cái gì, chẳng không biết một cái gì luôn đấy, không biết lập trình là cái gì. Sau đó đi về đi học lập trình Pascal 2 tháng, đi học về Nam Định ấy, đi học lập trình Pascal 2 tháng. Cái đầu cái duy nhất tôi bê từ quê lên đó là ít eo và học lặng, và nó cứ thế nó phát triển để đi học, thấy chưa? Tất cả mọi thứ đều xoay quanh những cái thứ như này. Câu lệnh dễ nhảy rồi đọc lại. Những cái này là những cái nền móng đầu tiên của chúng ta. Có vậy thôi. Chứ các bạn không nắm được những cái này là các bạn không có một cái gì cả. Tiếp tục nhá. Tôi cho một cái đề khác. Lại một vòng lặp. Và y bằng còn lại một cái mảng. À, 10, 20, 4, 5, 3, 1, Z, X, lại object, rỗng, null. Đấy, học chưa? Bây giờ yêu cầu như sau. Yêu cầu như sau. Bài 1. Ý 1 này. Ý 1. Hiển thị. Tất cả các phần tử trong mạng kèm theo giá trị kèm theo kiểm tra xem nó có phải là số hay không. Đây là ý 1. Làm xong đi ạ. Chúng ta sẽ đến với ý 2. À, còn ý quên. Giả sử cùng là trước với nhau string nhé, string chứa ký tự là 100. In ra con số đó về. Con số đó có từng cái một. Điền bài này chỉ được làm trong 5 phút thôi. 5 phút là nhiều ấy.
nhuận. Đâu vậy? Đó. Đó chưa? Anh chị ổn hả? Nó vẫn là số mà. Đi chưa nhỉ? Chưa nhỉ? Rồi. For y bằng 0, y bằng y là dài chấm len này. Element bằng y dài chấm ở vị trí từ y này. Y snan cái element. Và chúng ta phải loại bỏ luôn cả cái giá trị null đi nhá. Element khác null thì chúng ta sẽ hiển thị cái gì console
.log ra cái element ở vị trí không. Tôi muốn hiển thị thêm text và thêm giá trị của biến ở đây, tôi dùng cái này nhưng con đâu có nhất thiết là phải gì. Khác. Khác nhiều chỗ. Element là số. Được chưa? 10, 20, 4, 5, 31 đều là số. Được nhỉ? Tiếp theo, ý 2. Xong cái này có hiểu không? Tiến, có hiểu không? Hả? Này, đầu tiên là tạo một vòng lặp này, đúng không? Chạy qua từng phần tử của cái mảng y, đúng chưa? Sau đó tôi tạo một cái biến element, trong cái vòng for tôi tạo một cái biến element bằng phần tử đang được set của cái mảng y, đúng không? Sau đó tôi kiểm tra nếu cái element này là số, nếu cái này là số này, được chưa? Và cái element này khác không, à, khác null, khác tuyệt đối với null đi, được chưa? Khác tuyệt đối với null thì chúng ta sẽ hiển thị console log ra là element ở vị trí số y, y ngắn ấy, có giá trị là bằng cái element này, đúng không? Là số, vậy thôi. Mày đọc đi, mày đọc đi đã rồi mày hắn hỏi ấy. Mày chẳng tìm hiểu cái gì rồi mày cũng kỳ hục mày đi mày hỏi. Hỏi như vậy người ta cảm giác rất là khó chịu luôn đấy. Làm cái gì cũng phải tìm hiểu trước, sau đó thì mới confirm. Ý 2. Ý 2. Tiếp tục của ý 1 nhưng mà hiển thị rõ các số là chẵn hay lẻ. Làm luôn. Hả? À? Không biết cốt kiểu gì cốt? Em kiểu gì? Ừ, sao? Ừ. Đọc kỹ đi. Nó là số rồi nhưng mà phải hiển thị nó là chẵn hay lẻ ở bên cạnh. Đây là ra số chẵn à? Đây này. Thế tôi mong muốn là ở đây là số rồi đúng không? 10 thì là chẵn này, thêm chữ chẵn này, thêm chữ lẻ, à, thêm chữ chẵn này, thêm chữ chẵn này, thêm chữ lẻ này, thêm chữ lẻ này, thêm chữ lẻ này, thêm chữ chẵn này. Hiểu không? Đã là số thì phải hiển thị ra và biết được luôn nó là chẵn hay lẻ. Thì đi còn cái gì đâu, mỗi một câu ít nữa là xong.
không nhá. Rồi tàu của tôi nào, Tiến, Tiến không nhá? Bạn bên trong nghe đọc rồi nào. Ừ. Đọc cốt. Đây à? Tiếp. Là Isnan. Ông bị giỏ à? Đây đây, ông có nhìn thấy trên này nó check cả số rồi không? Thế vậy chỉ có cần là element phần trăm 2 bằng 1 thì hiển thị cái này thôi. Số lẻ. Else. Đúng rồi. Chán. Đúng không Tiến? Làm đúng không? Vẫn chưa. Sai phần nào? Phải chạy đi thì mới biết được. Bởi phần này nó rất là dễ, phải thông được nó thì mới học được những cái thứ khác. Xong chưa? Phải hiểu nhá, phải hiểu đấy, chứ không phải là cứ gật cho xong đâu. Nếu mà không hiểu hay bị lỗi ở đâu thì phải bảo. Xong chưa? Tiếp tục ý 3 này. Ý 3 này. Bây giờ làm ý 3. Làm cách nào đó. Để hiển thị lên HTML 2 dòng. 1 dòng. Chứa toàn số chẵn. Một dòng chứa toàn số lẻ. Hiển thị lên trên cái phần này này. Cái phần này. Trên này. Chỉ có hai dòng thôi. Chỉ có hai dòng thôi. Ừ. Không, không sai. Không có dấu chấm phẩy, không vấn đề gì cả. Nhưng mà nên thêm vào. Bởi sau này còn minify. Được.
Không chưa? Cái này dễ lắm. Tạo ra hai cái biến, một biến chứa swing là số chẵn, một biến chứa swing là số lẻ. Sau chạy hết vòng for thì in ra ngoài. Không nhớ. Chưa nào xong rồi. Chưa nhá, để còn sang phần hàm. Chúng ta sẽ có một cái biến ở đây. Và số chẵn bằng string rỗng danh sách. Đây chúng ta sẽ có cái thẻ H1 ở đây. Danh sách số chẵn hai chấm đọc và duplicate lên số lẻ. Hiểu ý tôi định làm gì chưa? Có đứa nào đoán được ra tôi định làm gì không? Đây đóng cái này vào. Quên mất. Không biết nào biết à? Tiếp nha. Nếu là số chẵn thì vừa console log ra vừa gì? Số, đây là số lẻ đúng không? Số lẻ cộng bằng với cái gì? Y cộng với chuỗi gạch ngang cộng với element cộng với một dấu cách
phải. Ở đây tôi thay nốt cái này. Sau đó tôi đến số lẻ. Ở đây đến số chẵn. Xong. Hết vòng lặp. Hết vòng lặp for. Tôi sẽ hiển thị cái số chẵn của tôi. Số chẵn sẽ cộng bằng với cái dấu đóng ngoặc của thẻ H1. Đóng thẻ của H1. Số lẻ cũng vậy. Sau đó tôi sẽ có document.write số lẻ cộng với số chẵn. Đúng chưa? Còn chuỗi, chuỗi của chúng ta có thể là tương tác với những cái số nằm trong bình thường, những cái vòng for, những cái if bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Được chưa? Một bài toán chẳng qua nó chỉ là chẵn lẻ thôi. Chúng ta có rất là nhiều cách để giúp mình có thể luyện tập được những cái kỹ năng. Đây, con dòng này. Được chưa nhỉ? Nó là HTML thôi mà. Xong, đến khái niệm. Đến cái phần lý thuyết tiếp theo. Đó là thể hàm. Hàm số. Hàm số. Chúng ta có biến rồi, bây giờ chúng ta có hàm nữa. Thì cái hàm số là gì? Chúng ta nhìn này. Chúng ta đã đọc 3 bài toán thôi. 3 bài toán chẳng qua nó chỉ là trên chẵn lẻ. Đúng chưa? Và các bạn nhìn thấy tôi lặp đi lặp lại cái mớ này cực kỳ nhiều lần. Đây này. Tôi lặp đi lặp lại cái mớ này cực kỳ nhiều lần. Đúng không? Đó. Trong trường hợp mà một cái file của nó cực kỳ dài, không chỉ có mấy chục dòng như này, nhưng mà cái file cuối cùng vẫn chỉ là chẵn lẻ, mà tôi chỗ nào công ty cũng bê lên ba dòng là lặp đi lặp lại. Sau này ví dụ như kiểu là công nghệ cập nhật, người ta update một kiểu dữ liệu mới là trên bê một lần, đúng không? Thì nó rơi vào mấy nghìn dòng, cứ cho là khoảng 10 dòng mới update một lần, thì là mấy nghìn dòng ít ra tôi phải update mấy trăm lần. Đúng không? Sửa cực kỳ mệt mà nó phải còn có sai sót. Đúng chưa? Thế vậy cho nên là những cái gì các bạn lưu ý này, những cái gì mà chúng ta có thể dùng lại đến lần thứ hai, những cái gì chúng ta có thể dùng lại đến lần thứ hai thì chúng ta đưa nó trở về cái hàm. Nó trở thành cái hàm. Hàm thực tế nó là một cái, nó giống như biến nó là một cái đại lượng được đặt tên. Nó khác với biến cái là nó có thể chứa được nhiều dòng cốt chứ không như biến mà chỉ chứa một giá trị. Nhá. Và chúng ta khi nào muốn dùng lại cái hàm đấy, chúng ta chỉ cần gọi tên nó và truyền đến cái hàm số cần thiết là được. Thì chúng ta có phát được sau hàm chúng ta bắt đầu bằng từ function. 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 Đấy, function. Tên function đóng mở ngoặc tham số nếu có, nếu không có tham số thì thôi viết code trong này. Được chưa? Viết code trong này. Đấy, có vậy thôi. Ví dụ như sau. Ơ hai thằng kia đuổi về là về luôn à? Chết còn gì? Ồ. Bão gì? Trời nắng chứ. Bão bụng nhìn trời đẹp, trời cực kỳ đẹp. Anh nhét sừng. Gì? Chẳng. Sợ chim, sợ chuột gì? Rồi, chúng ta code một cái. Tôi comment mới này vào nhá. Để chúng ta thôi tạo file mới đi.
time.html. Query. Đó. Chúng ta có hàm ở đây. Chúng ta có hàm thì là có function. Cú pháp là function. Tên hàm là check number. Được chưa? Rồi thì kiểm tra. Tôi cũng không biết số lẻ. À, check odd. ODD. Kiểm tra số này là odd là số lẻ hay sao ấy, nếu tôi nhớ không nhầm. Thì chúng ta sẽ có nhận một tham số ở đây, chúng ta sẽ có một cái này. Nhận một cái biến, ví dụ như kiểu chúng ta có một cái biến number ở đây, 5. Chúng ta tiến hành console.log ra cái biến 5 kia. Thì xem có chạy không ạ? Đây là định nghĩa về hàm. Tạo ra hàm chúng ta có gì? Function này. Tên hàm, nhận tham số ở trong thì ở trong các mục hoặc nếu có chúng ta hoàn toàn có thể chặn cái này nhé. Sau đó thì ở trong này chúng ta có thể biết được vào cốt và đọc vào mỗi một lần cái hàm được gọi thì những cái dòng lệnh nằm ở trong cặp dấu ngoặc này sẽ được chạy một lần, sẽ được thực thi một lần. Để test nhé, chạy này, check out chuyển về số 1. Chuyển vào đây là số 2. Bây giờ thì sao? Bây giờ nó có cái gì? Hiển thị ra cái gì? Đây là hàm. Một và hai. Đúng không? Gọi hai lần thì chạy hai lần. Đúng không? Tiếp theo này. Bây giờ tôi sẽ lại bê cái mớ ở trong này vào. If is none, if is none của element thì bây giờ tôi thay cái element bằng number. Được chưa? Nếu có cái này thì tôi sẽ tiến hành là console.log ra là số lẻ. Đóng vào else console.log là số chẵn và tôi đóng ngoặc ở đây, xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta vẫn giữ hai số chúng ta chặn. Ôi giời ơi, element nó define để 5 tôi viết nhầm 5 trên 1 và đây là số lẻ. Chuyển 2 là số chẵn. Thế bây giờ chuyển chữ rồi sao? Chẳng ra gì. Bởi vì sao? Nó không rơi vào trong cái if này cho nên chúng ta không có con số log không chạy, đúng không? Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là else console.log là bằng không phải là số, đúng không? Xong chưa? Đây là hàm chúng ta muốn dùng đi dùng lại bao nhiêu lần cũng được, cứ gọi tên nó là xong. Được chưa? Đây là khái niệm đầu tiên về hàm. Hàm cơ bản mục đích sinh ra chẳng qua là chỉ có một cái đoạn cốt người ta không muốn dùng đi dùng lại nhiều, người ta đưa vào dùng cái hàm đặt tên cho nó. Sau đó là muốn dùng lúc nào thì gọi lên đây, có vậy thôi. Nên là hàm. Xong chưa? Sau đó là sẽ học cái liên kết để tập giống như ngày hôm nay.
vào những cái quyền pháp luật. Được chưa? Rồi. Nâng cao hơn một tí về cái hàm này, chúng ta sẽ có một cái thứ người ta gọi là return. Và sau khi thực hiện xong, nó có thể trả về một cái giá trị nào đấy, có thể trả về một cái giá trị nào đấy để cho chúng ta lấy được giá trị và tương tác tiếp, đúng không? Ví dụ ở trong này chúng ta chỉ dừng lại ở hiện tại, gọi cái hàm nó chạy có hiện ra gì ở đấy, chứ không truyền dữ liệu ra ngoài, chứ không truyền được dữ liệu ra ngoài, đúng không? Ví dụ chúng ta có một bài toán như sau. Một bài toán như sau. Tôi sẽ có một cái biến và text bằng from nhập ký tự hai chấm như này. Tôi không muốn là bài toán 1 ý 1. Ý 1 là hiển thị ký tự đó là chẵn hay lẻ ở dưới console log, được chưa? Ý hai hiển thị ký tự đó là chẵn hay lẻ bằng alert. Ý 3 hiển thị ký tự đó là chẵn hay lẻ bằng document write. Này, ba ý này cùng làm một lúc thì có dùng được cái hàm không? Có dùng được cái hàm trên. Được không? Dùng bằng mắt. Đây, tôi muốn giải quyết ba cái ý này bằng một cái hàm check off này. Có giải quyết được không? Đều là hiển thị ký tự chẵn hay lẻ mà, đúng không? Đều là chẵn hay lẻ đấy mà. Nhưng mà ở cái hàm ở trên thì chúng ta chỉ có làm sao console log không giải quyết được cái hàm ý 3, đúng chưa? Nó có giải quyết được ý hai ý 3 đâu. Thì bây giờ chẳng có cách nào khác, chúng ta ở trong này này, chúng ta bắt buộc phải làm. Nếu mà vẫn muốn dùng cái hàm này, muốn tiết kiệm code ngắn hơn, chúng ta chỉ còn cách như sau. Nếu được chưa? Ở đây nó trả về là số chẵn, là số lẻ, đúng không? Thì chúng ta tiến hành return 1 là số chẵn này, là số lẻ này, được chưa? Chúng ta return cái gì cũng được mà. Return 1 là số lẻ này, số lẻ. Return 2 thì là số chẵn này. Còn else return 0, return false thì là không phải là số. Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có như sau. Sau khi nhập text, đúng không? Chúng ta sẽ có là if check out của sao không có trong. Check out của cái text. Nếu mà if check out của text bằng 1, không thì tôi switch cho nó sĩ. Switch của cái check out text nếu mà bằng 1, yeah, thì sao? Nếu mà bằng 1 thì tôi làm ý 1 luôn nhá, hiển thị ký tự là chẵn hay lẻ nhá. Console.log số chẵn
À, số lẻ chứ. Xong. Tiếp theo gì? Hiển thị ký tự đó là sẵn này này bằng alert gì? Alert. Số lẻ. Được chưa? Tiếp theo E3 gì? Document write. Số lẻ. Xong chưa? Tiếp theo case bằng 2 thì tôi viết ngược lại, vẫn là 3 dòng ý nhưng tôi viết là số chặn. Không có default. Default không phải là số. Default nhá, thích default thì default. Default document .write không phải là số, tức là nó không phải rơi vào 1 và 2, nó không rơi vào trong bất kỳ trường hợp nào trong này cả, thì nó là phone đúng không? Thì chúng ta viết vào đây không phải là số và break. Đây, xong cả bài ý luôn. Không ở đâu? Không ở chỗ nào? Được chưa? Test này. Hiện DH không phải là số này, đúng không? 10. Số chẵn ở dưới nhá, số chẵn ở dưới này, số chẵn alert này và số chẵn ở trên này. Đúng bài ý chưa? Rồi, reload tiếp. 11. Số chẵn à, số lẻ ở dưới, số lẻ ở alert và số lẻ ở text. Đúng không? Một hàng chúng ta ngoài cái việc thực thi một cái bản lệnh chúng ta đã không đi đơn cái gì thì chúng ta có thể return một giá trị nào đấy, đúng không? Return một giá trị nào đấy và chúng ta đem cái giá trị đi chúng ta so sánh hoặc là chúng ta gắn nó vào cái biên, thì cái biên nó sẽ mang giá trị của return. Chúng ta muốn return cái gì thì return ở trong hàng. Bây giờ có hai loại, chúng ta có hai loại, hai cách viết hàm. Một cách viết hàm là như lúc nãy tôi viết là chỉ có console log, chẳng có return gì tiếp gì cả. Đấy là gọi là hàm thực thi. Khi mà chúng ta gọi hàm nó thực thi, nó logic vào đấy, không cần phải trả cái gì. Một loại hàm là hàm có return. Khi mà hàm được gọi và thực thi, thì chúng ta có thể nhận được, nhận lại cái giá trị nào để trả được về cái hàm. Thì trả bằng cái từ là return vào trong cái hàm này. Sau đó chúng ta có thể đem cộng trừ nhân chia, rồi thì so sánh, rồi thì hiển thị như nào đấy thì tùy. Được chưa? Thì đấy là cách chúng ta dùng hàm. Khi mà return, khi hàm chúng ta return, đấy nó là một giá trị. Đúng không? Giá trị thì chúng ta có thể làm cái gì? Sử dụng để cộng trừ nhân chia, sử dụng để so sánh, sử dụng để hiển thị. Đang tất cả. Được chưa? Còn có nhiều thể loại kiểu hàm trong hàm. Đó là như này. Ví dụ tôi có hàm 1. Hàm 1. Được chưa? Còn tôi có hàm 2. Nhận 1 cái biến. Được chưa? Thì cái biến ở đây này nó hoàn toàn có thể là output cho một cái hàm 1 này. Thì tôi đơn giản gọi là console.log ra cái hàm 2 đóng mở ngoặc hàm 1 đóng mở ngoặc, đấy là chuyện bình thường, chẳng ai cầm cả. Bởi vì nó trả ra là một cái giá trị, mà giá trị truyền nên nó sẽ chạy cái hàm 1 trước, lấy giá trị lấy đơn chạy tiếp hàm 2, rồi nó hàm 2 trả giá trị nó sẽ lại console log các bạn. Thì đấy là cái cách chúng ta làm. Thế chứ nhỉ? Hôm nay thì chúng ta ôn lại về câu lệnh dễ nhánh này, vòng for này, và luyện tập một chút, sau đó là về cái hàm. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp về hàm và những sự kiện ở trong HTML để gọi những hàm. Chứ không? Tôi đẩy cô lên đi rồi. Nên là về nhà xem. Đây nhá. Đây tôi sẽ đẩy cô lên. Lớp mình là lớp GS này đúng không? Đây.
xong rồi tìm cái tên lớp mình. Đấy. Đây. Đây, lesson 02 này. Bài ngày hôm nay này. Được chưa?